không có hát gì ồ đến đây thì cho tôi chuyện tí nhá, bà bảo như đi đón dâu về. Đó chào chú Long nhá. Ừ. Hôm nay cháu thấy họ thử cái mặt kính này là lấy búa đập thì là chống vỡ phải không? Vỡ. Nếu mà đập thẳng cũng vỡ. Nhưng mà biết cách đập thì nhẹ mà vỡ. Đập cạnh đúng không? Đúng. Bếp này bao nhiêu? Đúng. Sao mày biết? Bếp này bao nhiêu đấy? Bếp này nguyên bếp được 700. Lấy cả bộ hay là? Lấy cả chứ. Không thì lấy về luôn rồi đi. 1.800.000. 700 cộng với 900 bình là. Bình nồi niêu. Đây. Bình ga bây giờ 400 nhỉ, bình 500 à? Ga bây giờ là 390. Nếu mà vỏ nữa thì vỏ 350 nữa. Vỏ 250 là thành 750. Đấy, 750 cộng với 700. 700 là 1.4 triệu mà chú phải chịu tăng. Nồi. Các bạn cháu tưởng khuyến mại chứ. Khuyến mại rồi. Đấy, cả nồi luôn. Nồi chảo luôn. Là vào 1.8 triệu. Là phun trộn gói đúng không? Ừ, trộn gói. Đấy. Dây van này nữa, 200 nữa. Là 1.8 triệu. Tất, nói chung là một cái chảo 3 cái nồi. Một cái bếp. Đấy. Dây van bình ga. Chú có lắp đặt lên cho cháu đi. Ủng hộ luôn, lên tặng mình nấu rồi. Để đơn giản lắm. Mua gà về luộc. Bếp sun house nhỉ? Sun house thì... Hoặc là lấy... Không, cháu lấy sun house với sun house này cũng được. Khui hộp. 1.8 triệu. Một triệu tám một bộ. Cả bộ luôn đấy, cả nồi, cả chảo, cả chiếc đầy đủ. Dây tám với cả 150, 3 cái móc treo là thành 2. Tính 2 triệu đi. 1 triệu 9 tặng 50 rồi. Ui dồi ôi, nó xịn đấy. Thấy không, cái đúng này vẫn như nhau rồi đi. Không, giá tiền như nhau. Cái này nó còn có cái chắn gió này. À. Nhưng cái sun house không có. À. Bảo hành thế nào chú? Bảo hành lúc nào phóng vào người đấy thôi. Đây là 1.950.000. Thì... Đó, đẹp luôn, bếp này nó xịn hơn cái bếp sun house. Rồi, đóng gói cháu một bộ. Cho cháu bộ này đi. Thích cái chắn gió của nó. Đấy, cái này nó gió một bộ. Thế là về là chỉ cần nối vào xong là bật bếp dùng luôn. À, dùng luôn. Mua gà về luộc luôn. Đây, chú đây, bác gắn. Dây van đây. Dạ vâng. Chú nhớ cho cái nhẫn đầy đủ nhá. Khi nó lên cháu buộc bằng dây lạt là chết rồi. Hai cái đúng không? Một cái bắt sắt, một cái bắt sắt. Ok. Ủa chứ chú bán nó quan tâm mà. Không thì nữa lấy chẳng qua mất công. Mất công mất sang xe đi lại đấy. Cái tầm đấy đó. Nồi đây. Nồi lấy luôn trong hộp nhé. Dạ vâng, cho cháu cái gì trong hộp nó mới mới thì không phải dính bụi nữa. Vâng. Cái này đúng không? Trên. Thì đúng rồi, lấy con dính. Dạ vâng. Đây, cái nồi to này, luộc gà này, nồi để nấu canh này, nồi để xúc cà chua các kiểu các kiểu. Ba nồi mà. Nhưng mà đặc biệt cái nồi này là dùng xỉa hay là muôi nó bằng gỗ thôi. Không dùng bằng sắt là nó hỏng, không dính đúng không? Thoải mái dùng mà. Thoải mái à? Nếu mà vào bếp mà nó biết nấu thì thoải mái. Chỉ kiêng cái chảo ấy, bùng cái chảo ấy. Cái cọ sắt ấy. À, cọ sắt à. Cả một cái này nữa hả chú? Đúng rồi, một cái chảo đấy. Ờ. Đó. Thêm này. Bếp này, đây là nguyên bếp này. Ờ. Nồi. Một chảo. Trong này ba cái nhá. Dạ vâng. Một cái chảo là 4 này. Của cái hiện tại người thôi, mình giữ gì cẩn thận là nó cũng không hỏng lớp trong dính thì nó không sao đâu.
mình không có sắt vào thoải mái mà cái trống dính gì cái nào chịu được. Cứ mang xỉa sắt là mang cọ nổi ra cọ thì chịu bao nhiêu được. Cái này thì khả năng khéo phải cho cái móng. Chú cứ làm sao gọn gàng có thể 6 bếch phát đi luôn. Cái này có hai lai luôn nhé. Dạ vâng. Một lai bắt sẵn rồi. Và một lai bắt nối vào cái bếp. Bắt vào cái này. Ừ, cái này thì bạn vào cái này. Đấy. Ông chủ kiêm luôn bốc vác. Trời ơi, mua có 3 cái ghế. Nhà tắm một cái với cả đấy nữa, hai cái. Đấy rồi. Được rồi. Có cái đồ của đây em cứ ở. Thôi họ. Đi đi, là đây công. Đây. Mấy nữa anh Thanh mang lấy cái ghế thêm thì anh mua thêm 3 cái nữa. Hôm nay hết rồi, chỉ còn 3 cái đỏ anh lấy 3 cái nữa. Vâng. Nào ông ấy nhập thêm thì anh sẽ mang lên thêm. 3 cái là 1. Cái này như đi hỏi vợ ấy nhỉ. Anh tính nếu mà mua cái bàn ghế, mua cái bàn ghế ngồi thì chỉ được cái bàn ghế thôi. Cuối cùng lại không có bếp đun. Vâng. Nên là mới nghĩ là thôi ghế thì mình ngồi tạm thôi. Cũng chẳng mấy khi có khách đến đâu mà. Vâng. Thì có khách đến thì mình có thể mình ngồi chiếu, xà nhà sạch thì ngồi chiếu vẫn được. Không vấn đề gì cả. Xin chào các anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hôm nay thì tiếp tục là sử dụng số tiền của cô Eva Su, là hôm nọ mua giường với bàn học, chăn chiếu đệm hết 2.550.000 rồi, thì còn dư 3.200.000 nữa. Thì hôm nay Tam Giác Mạch mua một bộ bếp ga, dự tính là sẽ mua một bộ bàn ghế, nhưng mà thứ nhất là bàn ghế nó không đủ tiền, thứ hai là bàn ghế thì nó cũng không thể phụ việc vào nấu ăn hay là sinh hoạt cả, chỉ có để ngồi khi khách đến thôi. Còn khách không đến thì mình cũng lại để đấy thôi. Nên là mua bộ bàn ghế nhựa này là vẫn có bàn ghế ngồi, mà lại đầu tư thêm bộ bếp ga nữa. Thì mua một bộ bếp ga của hàng này hàng Nhật thì phải. Và bộ bếp ga thì bao gồm nồi niêu các thứ là 1.800.000 rồi. 1.800.000. Mua ba cái móc treo. Hả? Như này thì mình sẽ khó chui rồi nè. Đây mọi người, mua ba cái móc treo tường. Ba cái móc treo tường này. Một cái để trong nhà tắm. Một cái là để lên chuột tiền luôn. Ờ, hai buồng, hai cái hai buồng. Là thành ba cái. Thế ẻo này. Nồi niêu. Sau. Đấy. Để lắp vào cho anh tủa sử dụng rồi trong thời gian tới là sẽ tân gia. Thì đương nhiên rồi, sẽ phải là sử dụng đến cái này rất là nhiều. Chuyển đâu. Thì 1.800.000 bộ này. Chuyển thông sở ạ. Với thông sở chuyển nó đi. Cái bàn là 100.000 này. Ba cái ghế là 150.000, mỗi cái 50.000. Là 250.000, 250.000 cộng ba cái này 150.000 là 400.000, là thành 2.200.000. Thì 2.200.000 thì còn dư 1.000.000. 1.000.000 thì anh em mình mua một cái chạn bát. Thật ra cái chạn bát thì nó rơi vào 1.200.000. Tuy nhiên thì chú Long 1.200.000 thì thiếu 200.000, thì ta do mày bỏ ra để cho có một cái chạn bát. Bây giờ chú Long cũng đang chuyển lên mọi người ạ. Nên là cái quỹ tiền của cô Tuyết Hồ, cô Eva Su đấy mọi người ạ. Cái nick là Eva Su ấy, chứ Tam Giác Mạch đã ấy rồi. Lắp vào đi chứ, vào lắp đi. Cô Eva Su gửi
cho tăng giác mạch là 5.766.000. Thì hôm nay đã mua hết rồi, 2.550.000 cộng với 3.200.000 thì nó còn thiếu 16.000 nữa là tròn 5.766.000 đó. Thì không biết quan điểm của mọi người thế nào, nhưng mà số tiền cô Eva Su gửi thì tao giao mạch tiêu hết luôn, tiêu hết là không mua bàn ghế gỗ đâu mọi người nhé. Đúng ra là anh em mình tính ấy, là có một bộ bàn ghế gỗ to to để đấy cho nó đẹp nhà, nhưng mà nó không đa dụng bằng cái này thì cần thiết hơn, bởi vì là có nhà rồi mà không có bếp nấu ăn thì cũng không hợp lý. Bây giờ có bình rồi thì hết thì chỉ cần ra đổi ga là được rồi. Vâng. Cái này thì nó ưu điểm hơn là nó có cái chắn gió này này. Có cái chắn gió. Vâng. Hát gì? Bỏ. Thế này nhìn thì rất không chuẩn bị nha. Bà bảo như đi đón rau về. Dâu kia lắm. Lan đi rồi, lan rồi nhở, lan rồi lên đây rồi. Lan đi rồi, lan đi rồi, chào rồi. Tôi lúc còn đến rồi. Như nào? Như này hả? Làm gì bây giờ đi đón dâu làm gì được nhiều như thế này? Đón dâu chỉ được cái bộ bàn ghế kia thôi. Nhưng làm gì mà được nhiều như thế? Có khi không có. Không được biết nha. Đâu một cái rồi. Đây. Ờ. Cái này là cái bên này. Ờ. Cái này cái to. Cái phục này mình giữ để bảo hành nhá. Đây đây. Đâu, cái to cái nhỏ bên này. Không có nhau anh ơi. Không phải đâu, khác đấy, khác nhau đấy. Khác nhau mà. Một cái to một cái nhỏ rồi. Đấy. Cái nhỏ là kiểu cái này to hơn, à cái này đun nhanh hơn đấy. Lỗ anh em để to đùng luôn. Anh định mua bếp san hao nhưng mà chú tư vấn cái này. Cái này mặt kính thì nó chống vỡ thôi, nhưng mà đừng trẻ con đừng đập cái cạnh, nhất là trẻ con đừng có dùng cái này. Vâng. Đập vào cạnh nó vỡ vụn luôn đấy. Vâng. Được không anh? Bếp xịn đấy. Bếp Kawasaki đấy. Từ từ lấy cái nhẫn lên đây. Không ạ. À. Mất luôn đi ra. Từ từ bỏ cái này ra đi. À, ngắt chắp vi thôi. Chắp vi rồi. Vít lại hết đi. Đúng chưa? Chưa anh. Đây ra lên đây. Đây. Cái mình ra nó có cái bộ chốt an toàn nhé. Vâng. Mình phải ấn nó xuống. Cái này thì hướng dẫn cái là biết thôi mà. Vâng. Anh chứ mình hướng dẫn chỗ nào mấy khi mình không sử dụng thì khóa vào. Vâng. Đợt nọ là được những cái đồ gì nhỉ ông Tùa, là có nồi điện thôi. Nồi điện rồi. Vâng. Bây giờ có những cái nồi nấu canh cơ bản rồi. Vâng. Còn những cái to hơn thì mình dùng bếp củi thôi. Vâng, có nồi điện. Trước là anh Tùa có nồi điện đấy, có một bộ cái bát có con này. À này. À có bộ bát này. Bát bộ bát con có con đấy. À. Bộ bát đấy. Thế thì anh tính xem sẽ mua cho một chục bát đũa với cả một chục đũa, một chục hai ba cái bát to luôn. Anh định mua cái tủ treo, nhưng mà tủ treo thì nó nguy hiểm. Vâng. Nó lâu là nó chân nó không chắc, thì mình để lâu nó sẽ long. Thế là tốt nhất là mua cái đặt ở dưới này. Vâng. Đặt nền luôn. Đặt được dưới nền đúng được. À là nếu mà nó vừa thì đặt ở góc này nó vừa. Để góc này. Vâng. Không phải để đây. Nó to mà, cái đấy nó to tí nữa chú Long chú mang lên to. À. Không nên đổi bên này. Để bên này cũng không vướng lắm đâu. Đúng rồi, để bên này thì không vướng. Tại vì mình ít đun bếp, anh khẳng định luôn là ít đun bếp này đó. Vâng. Nó không lại trên này. Ừ, nó không dùng nhiều lắm đâu mà. Tao lo này nè. Tao lo. Hấp phố. Tao. Nước là dùng thoải mái luôn rồi. Thank you.
nhà tùa là gần như là được đẹp đầy đủ nhất rồi. Đây là những cái khoản hỗ trợ ngoài nhé mọi người nhé. Tại vì là khi mà các mạch quay lên thì cô Eva Su cô cũng hỗ trợ tâm sự, thì cô cũng rất là thương và muốn có một cái món quà gì đấy dành cho anh Tùa vào nhà mới ấy. Thì gửi cho tăng dương mạch là 200 euro, thế nên mình mua được cơ số đồ như thế này, nhất là phòng ngủ của bé Dính là có giường ngủ và có cả bàn học rồi. Đấy, hôm nay em vít vào đúng không? Vít không được, không được à? Được rồi, được rồi, nó cũng vít như thế. Đoạn dưới anh Tùa anh chưa vít, anh đã lắp vào rồi. Đấy, vặn khít vào là được. Bếp này một hãng bếp rất là mới, rất là đẹp, mà nó cũng chắc chắn đấy. Còn bảo hành thì chú Long chú nói rồi, hỏng thì cứ mang cho chú, nhưng mà hỏng đấy là hỏng do nhà sản xuất nhé, không phải do mình đập hỏng hay là mình cũng hỏng này. Cái này bao dùng bao gì nào? Có mà. Có mà, có mà giờ cho chị bao dùng mà cho chị cắt qua. Hả? Giờ cho mình dùng chị bao dùng mà cho chị cắt qua. Dạ dạ dạ, mình dùng mà chị bù hóa luôn. Có hóa có hóa sư. Họ này là bê lưu hào cảnh. Bê lưu cảnh. Hóa tao. Ờ. Cho nên mà... cho nên mà hoàng cây nào. Ừ. Được chưa? Chắc chưa? Chắc chắn là. Đoạn đầu dưới nữa, đầu từ bếp lên em ạ. Đấy, bạn chắc rồi. Để trao đổi. Thử không? Thử đi, thử bếp. Anh cũng chưa thử đâu mà. Lúc nãy chú Long chú gửi cũng chưa thử. Ấn nút chưa? Đấy. Không phải mồi đâu. Ở đấy. Đấy là có nửa. Được rồi. Chưa chưa. Đều đi đấy. Đó, mình chỉnh cái này chưa đều ấy. Chỉnh cái chỉnh này chưa đều. Xoay xoay. Xoay bóng rồi. Cái này từ từ sao anh? Chỉnh lại. Để điện thoại nào. Cái kia là lắp ngược cái sao đó? Không lắp đúng rồi, đây cái lỗ thoát ra. Đấy, để mà tại cái này thôi. Mình không biết lắp cái này làm sao cho nó đều. Sao xoay đi chắc nó được. Chưa ra đều. Đây là điều chỉnh cái màng này là được. Cái này là không sáng. Ở đây rồi, đây rồi. Tủ đây rồi. Ôi giời. Được đấy chú ơi. Ui, xe xịn đấy. Dạ. Ui giời, đây nhà gần suối. Bảo anh tủ xuống rồi. Một cư tủ á? Một cư lút tủ lắm. Cái này... sao một bên không được nhỉ anh? Ờ, thử. Ở trên này. Bỏ hẳn cái nắp này ra xem đi. Không bật thử xem đi. Ờ nhỉ. Từ từ bảo chú Long đấy. Xong chú lên hộ cháu xem cái bếp tí. Chú chơi hả chơi này luôn. Thời chơi hẳn PCX để đi ship hàng thế này thì đúng là chỉ có người có tiền mới làm được. Tao, chị đó sao vậy? Chị lý nữa.
cho cái dâm mê đó. Thế ô luôn rồi nhá. Sao chú họ xem cái bếp ga tí chú Long ơi. Dạ ô luôn rồi, tiêu hết rồi. Bếp ga một bên nó kiểu như không biết chỉnh hay sao ấy. Vâng. Chắc là do chưa biết chỉnh. Chỉnh lên à. Bà ta cũng chế rồi, mới mới xe, nhìn chỉ xe là. Chỉ nỉ xưa. Còn mềm đã heo. Chỉ chú sáu nỉ là. Chú là. Lý nỉ xưa nà. Nhi yô. Nhi nè khảo cho mẹ cho sáu nỉ nhé, chú kì sáu nỉ đó chế. Tàu kìa xưa. Tàu khó nỉ tà. Ừ, tàu 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 hồn á. Ồ, lý y chế có lô tàu mồ nỉ chó chế. Nhi chỉ nét. Không có tỏ nhá. Chú xuống tỏ một chân chai nè. Gần được. Nhìn nè. Để góc này được. Các chồng này để ha. Tèm cũng chỉ chót nữa này nhá. Vâng. Cái là chú. Cái này thì... cái này... đúng đủ đất bằng luôn, sau này để sau này làm cái dầm, làm một cái dầm nữa chứ, làm một cái dầm chạy xung quanh. Bếp trong này đặt cái vào đâu đặt vào đó. Cái này thì nó... Cái kiểu này đúng không? Vâng, nó không đều ấy. Cháu không phải nghề nên không biết chỉnh. Đây chỉnh tí là được thôi mà. Lu ni cho hao ni. Cho hao ni. Cho ni, này, này. Để đây xong là... Đấy, cho tổ tối. Này thì kê nó chất chán. Vâng. Thật ra thì ban đầu là tính mua cái treo, nhưng mà cái treo thì làm giá nữa nó không hoàn toàn. Với hai là trẻ con thì nhiều lúc là để cao thì nó không phù hợp. Nhà này có bé Dính thấp thì cứ để đây, là bé Dính có thể phụ bố là rửa bát xong là có thể đặt vào dễ dàng, và thức ăn thừa các thứ là cũng có thể cho vào tủ này được luôn. Đấy. Cơ bản là những cái món đồ như thế này đã xong rồi. Ngoài ra thì cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái tin vui, là một món quà của anh Duy thôi, là một cái giường như các video trước Tao Gió Mạnh đã chia sẻ rồi. Thì anh Duy anh ấy tặng một cái giường như thế này, giường bằng sắt rất chắc chắn và cũng có trang trí họa tiết đàng hoàng. Đây là một cái món quà mà sau khi mà anh em cộng tác làm việc với nhau ấy, thì anh Duy cũng cho nên chạy được món quà gửi tới anh cho nên đã kê dịp tân gia nghe nhon nấy hay rồi. Anh em cùng làm việc với nhau ấy thì cả vấn đề cơ khí hay là vấn đề khác nữa thì anh Duy cũng hỗ trợ rất là nhiều. Thì hiện tại anh Duy cũng có mở kênh để tự chia sẻ những cái hoàn cảnh hay là tự chia sẻ những cái công việc của mình đến với bà con, nhất là những hành trình đi với Tam Giác Mạch, thì mọi người có thể ghé kênh của anh Duy Liễu TV để xem cùng theo dõi những cái hành động của anh Duy. Đấy, nhà thì đầy đủ rồi. Món quà của Eva Su thì bao gồm là giường, chăn đệm, chiếu gối, bàn học cho cháu Dính. Và hôm nay thì tiếp tục Tao Gió Mạnh mua đầy đủ. Đúng là sẽ mua một bộ salon, bộ ghế gỗ đấy. Bộ bàn ghế gỗ xịn ở đây này. Tuy nhiên thì để thẩm mỹ mà nói thì nó đẹp hơn và nó sang trọng hơn. Nhưng mà thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu khách đến đâu. Thì tương lai mà anh Tuấn đi làm, anh Tuấn muốn mua thì mua đâu. Còn bây giờ anh em mình cân đối cái nào cần nhất, cái nào thiết yếu nhất thì anh em mình dùng. Ví dụ như là bếp ga thì mọi người thấy rồi, chuẩn bị vào sinh hoạt thì có nồi điện mà không có bếp ga thì cũng rất là dở. Thứ hai là có bếp rồi mà không có bình hay là không có nồi niêu thì cũng rất là khó. Ngoài ra thì hiện tại tủ với cả quần đựng quần áo không có thì anh em mình sẽ móc, làm một cái móc, treo cái móc vào cuối giường, sau đó là dán giấy dán tường vào để móc quần áo vào đấy tạm ra. Ở như vậy đã. Đấy, bên này cũng sẽ là một cái móc như này, một cái móc ở trong nhà tắm nữa để trong quá trình sinh hoạt tắm rửa thì có thể móc quần áo cũ và những cái đồ dùng cá nhân ở trên đấy luôn. Bàn ghế thì để đây thôi, anh em mình
ngồi uống nước. Hôm nay thì rất là ngại là nhà anh Thanh Mai thì chỉ có 3 ghế thôi. Đấy, nên là anh em mình mua được 3 cái. Mấy nữa anh Thanh Mai nhập thêm thì tao giúp mày sẽ nhập thêm 3 cái nữa để một bàn 6 ghế khi mà khách đến thì sẽ ngồi. Còn không thì hiện tại là chỉ mua được 3 ghế mọi người nhé. Đấy. Hay là lăng được. Không phải thôi. Nó chỉnh cái gió này thôi. Gà này hôi lắm nhỉ, đốt hôi lắm. Vậy là hoàn thiện tất tần tật xong. Khi mà nhà của em anh Tùa dần hoàn thiện và tiếp theo đó là nhà của em Chứ cũng bắt đầu dần hình thành rồi. Mọi người có thể thấy là cách làm của em Chứ rất là tuyệt vời. Bên dưới thì giật cấp để chắn đó, cũng như là kè để bao đất đã, bao một lớp đất xong là cái lối ở phía dưới này cũng sẽ là cái lối để mấy nữa là gia súc cho bò đi qua đây. Còn đây là sẽ là nới ra để cái nền nhà của mình rộng hơn. Thì anh em mình đi qua thì cũng chia sẻ luôn cho nhất là bác Vĩnh, bác được biết và tiến độ của nhà em Chứ làm đến đâu rồi. Góc độ anh em mình thì cũng chỉ giữ tiền hộ bác Vĩnh, sau đó là gia đình trang trải đến đâu thì thằng Dương Mạch cũng sẽ đưa cho em nó để trang trải sinh hoạt. Đấy, còn đến hôm nay thì mọi người thấy rồi, món quà của cô Eva Su thì thằng Dương Mạch đã trao tận tay rồi. Thật sự rất là vui. Cô ấy có tâm sự, có nhắn nhủ luôn với anh em mình. Đây. Cô nóng lòng mua được sớm cho bé Dính vui. Đấy. Cô đấy thì muốn mua bàn ghế ngồi học anh em mình đã mua này, giường tủ anh em mình cũng đã mua này. Đấy. Cô còn lo là không đủ cơ, nhưng mà rất may là anh em mình cân đối vừa đủ và những cái đồ nó phù hợp với sinh hoạt nên là rất là ok, vừa vặn. Như này cháy rất là cảm ơn cô Eva Su rất là nhiều. Đây chắc chắn là bé Dính đi học về thì cũng sẽ rất là vui vì nhà mình bây giờ bắt đầu là có bếp dùng rồi, có nồi nưa các thứ. Còn anh Tùa thì chắc chắn rồi, anh Tùa sẽ là người duy nhất bởi vì chuẩn bị tiến tới là vào nhà mới. Thì sau video này chắc chắn sẽ là video công khai tài chính của Tam Giác Mạch, xem là phần dư bao nhiêu để tiếp tục là làm cái phần kinh tế để anh Tùa thoát nghèo. Ngoài ra thì còn bữa cơm Tân Gia nữa thì cũng sẽ đồng hành với nhau để chia sẻ cho quý khán giả cùng biết. Như này nếu mà có ấy thì quay về cứ đổi cho cái khác. À đấy, được rồi đúng không? Không được nhưng mà nó không được chuẩn lắm. À. Đấy. Một lúc nữa nó mới đều hay sao? Không, tại này tại dưới này nó mới đều. Đấy. Để cho nó xuống nhỏ nó lên này nó mới đều. Nó mới lên đúng không? Đấy đấy. Đấy. Nhưng mà tốt nhất là phổ thi như này. Thì nếu mà còn quay về thì vẫn cứ như này xong mang cái này về cứ đổi cho cái khác. Vâng. Thì nó an toàn hơn. Mình nấu thì không sao nhưng mà cho anh em mình đấy, ở đây ngon lành rồi. Nếu này thì ngon lành rồi. Có cần đổi không đổi thì đổi, không thì cứ dùng cái này. Tốt nhất cứ đổi đi. Vâng. Chú ăn hàng tâm lắm, chú không phải là người khác đâu. Xong đấy, là xong. Ngon lành mà. Nhưng mà tốt nhất cứ đổi cái khác đi. Đấy, được rồi. Thế đó. Bên này nhưng không? Mà cái bên này nó hơi kém một chút. Mình vẫn nhỏ thì không đấy. Tài là tài cái này thôi, tài cái đầu. Cái này này. Vâng. Không thể đổi cái này được, còn cái này cháy rất. Chỉ cần mang hai cái này về đổi thôi. Vâng. Vâng, mang cái núm nữa đấy. Đấy, cái này cháy rất tốt luôn. Chỉ cần đổi hai núm này thôi. Tức là cái này này nó làm nó bị kiểu nó như thế nào ấy. Đây, thì chú cầm về luôn xong là mai cho qua đâu cầm về. Cứ cầm lúc nào cũng cầm đây chứ. Vâng. Bây giờ cứ kể đổi bếp được. Vâng. Thì sao đâu. Đấy, đổi hai cái núm này thôi. Đổi hai núm này thôi. Vâng, vâng. Cần mang hai cái này đi thôi. Nhá. Bếp này cháy quá to rồi, đun nước chỉ sợ bỏng thôi. Cái này cất đi nhá. Vâng. Tính để đâu để luôn bếp được. Vâng. Vâng vâng vâng. Vâng vâng. Vâng, cháu cảm ơn chú đi. Xong là in hóa đơn xong gửi Zalo cho. Anh nhào nước đúng không? Ngon lành. Vừa bỏ hàng lên bỏ mới. Vâng. Nước đã chú ơi. Ô tô đi Ngọc Long. Vâng. Lọ vâng. Lọ vâng. Cho đi chú nhá. Lọ. Quân mỏ ta mà. Vâng ạ. Vâng, cho chú. Khóa lắm. Được ăn bất cần. Ừ.
khóa vào. À đâu, khóa là bên này chứ. Ý, nó giống mua được không? Khóa bên này. Thôi đây. Đấy, khóa hoa ly. Thao lồn nét của tao là? Hoa ly khi mà hoa ly. Khi mà hoa ly. Đấy, tùa mà hoa ly. Khi này, con số này. Khi, khi tàu mà hoa ly. Đó, hoa ly mà lớn giống ạ. Chú hoa ly mà hoa chị tao á, dùng chị tao á. Nè, khóa này. Tùa này. Hoa ly mà an toàn á. Đó. Anh mang cái này về đổi đi. Đổi lại cho nó to hơn, đun cho nó thoải mái. Cứ nấu ăn xong thì lau sạch sẽ đi nhá. Ừ. Còn cái này thì cái này đồ ăn không hết thì bỏ vào đây. Vâng. Đấy, để nó đỡ kiến, đỡ ruồi. Còn bát đũa thì để đây. Đấy. Để cố định ở đây thì em muốn chắc chắn là bắn. Ừ, nếu bắn được tốt. Vít. Mai anh Duy lên anh sẽ bảo bắn cả cái móc treo trong nhà tắm và móc trong phòng nữa. Đấy. Vít một chỉ cầm vít một cái thôi. Không nhiều lúc là lại đẩy sợ nó đổ. Để nàng nó đổ. Đấy. Ngon lành canh đào. Thế thôi, anh trao xong quà rồi chắc anh cũng sẽ đi về thôi. Về luôn đâu, tí mưa. Nhà thì sử dụng ngon lành hết rồi. Rửa tay nhiều tí. Đây này, bảo ông Tủa ông lấy một cái ống nhựa đoạn nối vào đây này, khoảng một gang thôi, nối đây nó đỡ bắn này. Bây giờ mình mở nó lại đây, rửa rau cái thứ nó bắn này, hiểu không? Bây giờ mình nối tận đầy, mình rửa như này thì nó không bắn. Đấy. Rửa rau các thứ, rửa bát. Đây chắc chỉ rửa những thứ nhỏ nhỏ thôi, còn nếu mà rửa nhiều thì phải vào trong nhà tắm rửa cũng được. Nhà tắm rửa ngoài này tốt nhất. Vâng. Tốt nhất là nhà tắm thì nhiều lúc là ngoài này mình đi cả dép vào nó sẽ bẩn. Vâng, ngoài này em còn tính là sau này em đang tính là em lát. Lát đó. Lát mỗi cái chỗ này để nó sạch. Ừ. Lát cả nó xong, sẽ dùng nhiều nó không bao. Đúng rồi. Lát mỗi chỗ này với lát cái ốp trên chân tường này vào xong cái là gạch thừa kia em ốp vào. Em ốp lên tận đây này. Ốp vào xung quanh xong là mình giặt chăn hoặc giặt chiếu đặt vào đấy. Giặt không nó bung cái này đấy. Dùng nhiều là nó bong hết lên. Đấy. Nuôi ngan à? Vâng, em chủ nhật đấy em mua được bao nhiêu lâu là được ăn cho đấy? Em chưa nuôi bao giờ, chưa nán được, chỉ đang nuôi thử. 5 tháng được ăn. Đang nuôi bảo là tầm tháng 7, tháng 8 gì đấy, xem là có được thịt không. Chắc được, lúc đấy có thịt ngan ăn rồi. Bao nhiêu nước? Thôi, anh không uống nước nữa đâu, đi về thôi. Anh đi về à? Xong rồi, trao xong quà rồi thì anh em đi về thôi. Vâng. Đây phải đợi mai một ngày nắng thì khô thì mới dám làm được. Đây là bằng, còn mỗi cái đầu cái góc kia là em đang lo nên em thấy nó hơi cao nên là em lại được xây thêm một cái góc ở đấy nó rộng. Xây thêm như nào? Đấy là xây này. Hai chỗ đã kè đấy. Vẫn em vẫn phải lên bằng cước này hết mà đúng không? Đúng. À chỗ kia thì thêm một phát nữa à? Thêm một phát chỉ đến tầng đấy thôi. Sao lại thế? Để nó giữ được cái đất nó đỡ nặng. À. Vâng. Không mấy nữa nó nặng quá nó đè cái bưng ra đúng không? Đúng, nó bở ra đúng không? Nó cũng có cột nhưng mà tại nó cao. Ừ. Nó phải rơi vào tầm khoảng 3 mét, hơn 3 mét. Nặng đấy, thì chỗ này mấy nữa đổ đất vào. Anh đã từng dính rồi, không phải mình không chủ quan đâu mà là trước anh làm ấy là kè như thế này nhưng mà càng thời gian sau nó càng mưa nhiều lún nước đất nó nặng ấy. Vâng. Nó sẽ bửa ra đấy. Mình đấy là nó có cột mình cũng phải chơi chắc bài như thế. Vâng, không chủ quan được. Nên là em cũng nói là muốn cái kè của anh Tủa thì lại có cái dầm nó thấp ở dưới. Ừ. Nên là nó sẽ chắc chắn hơn. Cái kè của em thì nó hơi cao nên dầm nó chảy ở trên thì nó cũng chỉ khóa. Này thì rộng rãi rồi. Đằng sau ra đến đây 7m, 8m nhờ. Dạ. Ra đến đây chập 7, 8m à? Từ đằng sau nào? Ừ. Từ đây hay là từ sau nhà luôn? Từ sau nhà ra đây này. Nó 11 đến 12 mét anh ạ. Ồ, đấy, xui rời sân quả này. Nó từ, nếu mà hết ô tô quay được thì nó phải rơi vào 11 đến 12 mét đến kịch này. Đây thì hôm qua em lấy mà bằng, đây thì nó phải bằng ở đây. Nhưng mà em nghĩ là sẽ làm thấp hơn. Thấp hơn, bên nữa nền nhà mình cũng làm thấp hơn mà hiên phải thấp hơn nhau trong nhà mà. Vâng. Nếu em lấy mà bằng ở đây thì nó sẽ bằng ở đây. Ừ. Bằng ở đây. Thấp hơn 10 phân, nước các thứ mưa nó sẽ không bị hất. Vâng, nên là em đã xây thấp hơn một chút. Thì nội thất nhà anh Tủa thì có lẽ là tạm thời anh chỉ như thế thôi. Vâng. Giúp anh bảo anh Tủa nhé. Vâng. Bởi vì là số dư còn lại thì tối nay anh cộng vào thì ngày mai anh sẽ thông tin thì sẽ để anh ấy mua con gì nuôi thôi. Vâng. Bây giờ đầu tư vào nhà nhiều quá thì cũng chẳng mài ăn được. Vâng, nên là cứ nếu mà còn bao nhiêu ấy thì mà đầu tư gì, nếu mà đủ mua dê thì mua dê cũng được, không quan trọng.
mua dê cũng được. Nhà này thì sẽ phát sinh khoảng 20 bởi vì là làm nhiều hạng mục nó đắt tiền hơn. Vâng. Nhưng mà cũng nên bứt phá mà thử một lần xem. Vâng. Thôi nhỉ, anh em mình đi về thôi nhỉ. Hẹn gặp lại quý cô anh chị và khán giả trong những cái thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn. Tà Gia Mạch xin phép được giới thiệu gian hàng nhỏ bé của hai vợ chồng để cô ba anh chị quan tâm có thể ủng hộ. Hiện tại thì có thêm sản phẩm mật ong ngâm hoa đu đủ này, hạt óc chó này, măng để ăn Tết này mọi người này, và mật ong rừng. Đấy. Mật ong hoa bạc hà thì hiện tại đã vào chính vụ rồi nhá mọi người nhá, mật rất đẹp. Đấy. Bên trên là chuối hột rừng, măng dối này, trà này. Đấy. Còn hạt óc chó là còn nguyên hạt này. Và hoa đu đủ khô. Rồi là sản phẩm rượu kháu vái lẻng. Cái này về ngâm mọi người nhé. Một thang này ngâm với 5-6 lít rượu. Và đây là mỗi một thang sẽ được tặng kèm một chai uống thử như này luôn. Trong quá trình cô ba anh chị đang ngâm rượu thì có thể thưởng thức luôn rượu. Ngâm một người khỏe, hai người vui. Bên trong này là thuốc đại tràng mọi người nhé. Đấy, cô ba anh chị đừng quên ủng hộ Tà Gia Mạch nhé. Xin cảm ơn ạ.